Minecraft, nhưng Kairon sở hữu thẻ bài Kairon ESE. Ngày hôm nay Kairon khoe với tất cả mọi người rằng Kairon có một thẻ bài thì chịu hồi được Kairon ESE, và Kairon sẽ chế tạo nó cho Simmy và Ruby, nhưng không chế tạo cho Siro. Bởi vì quá cay cú nên Siro quyết định sẽ chế tạo riêng một thẻ bài cho mình và sử dụng thẻ bài của mình để có thể chiến đấu với Kairon. Và anh em đón xem thẻ bài của Siro hay thẻ bài của Kairon mạnh hơn thì để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn nếu không đón được thì nhớ xem hết video này nha. Khoan, từ từ, đừng đi các bạn ơi. Ok, và trước khi vào video này thì các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Siro Pixel để Siro có được nhiều video hay hơn nha các bạn ơi. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký cho những kênh khác của Siro, gồm có Siro PNG, thì kênh này Siro sẽ đăng những video liên quan đến Blog Mango nha. Và đồng thời đừng quên đăng ký cho kênh Siro HR, đó là kênh đăng về FIFA nha các bạn ơi. Và lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí trong những giờ học tập và làm việc thôi thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hết đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Xin trân trọng giới thiệu cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về một sản phẩm. Không phải quảng cáo. Hôm nay tôi gọi là muốn khoe với mọi người rằng là tôi đang sở hữu một cái thẻ bài rất là siêu VIP rồi. Cái thẻ bài này của tôi rất là mạnh. Nó có thể triệu hồi ra được một cái con quái vật, có thể tiêu hủy được cái làng Hero Team luôn. Thẻ bài này của tôi có tên là Kairon ESE. Mọi người thấy ghê không? Thấy sợ chưa? Thấy grand chưa? Chắc sợ chứ làm gì có thẻ bài vậy? Trời ơi, cầm đi ấy, cầm đi ấy, trời cầm mấy bài đồ chơi xong rồi giả bộ kêu người là thẻ bài gì quá quá phá hủy ngôi làng nhỏ nổ mà. Nè đấy, nhìn đây, thấy chưa? Thẻ bài Kairon ESE, đỉnh chưa? Ôi sao nhìn thẻ bài đẹp quá mọi người, nhưng mà cái thẻ bài này chắc là thẻ bài hoàng hoàng thôi. Vậy không cho lấy, không cho lấy, không cho lấy. Trời, cái thẻ bài ai hèm lấy nữa trời. Ai hèm lấy, ai hèm lấy thẻ bài đâu, về ấy chơi bình thường kêu lấy làm gì? Dám nói thẻ bài này chơi bình thường hả? Để em nói cho anh nghe nè, cái thẻ bài này á, một khi mà em chịu hồi ra là nó siêu chịu hồi ra con gọi là Kairon ESE, anh tin không? Không, mọi người tin không? Không, chưa thấy nên chưa tin. Ừ, không thấy tin thế nào được. Được, chuẩn bị coi nè, bây giờ tôi sẽ chịu hồi Kairon ESE ra. Chịu hồi Kairon ESE. Đất ơi, cái con này á là nó rất là hiền, anh hiểu không? Em nói là nó đánh, nhưng mà em nói nó không đánh là nó không đánh, anh hiểu không? Ôi trời, nhìn ngầu quá. Cái có thể làm sim gọi là một cái tấm thẻ được không? Cho sim. Trời ơi, chỉ cần gọi là sim hết thôi, chỉ cần sim hết thôi là cái làm cho sim thẻ gì cũng được. Ôi, trời, nó có đánh mình không cái? Vậy Ruby cũng đánh hả? Mình làm cho Ruby luôn. Làm cho anh chứ, làm cho anh chứ, làm cho anh chứ. Không. Ủa sao kì vậy? Sao làm cho Ru với sim không làm cho anh? Ơi cay mươi gái. Đúng rồi, em là thằng sim chúa mà anh. Với lại là nãy em nói em chịu hồi được thẻ bài Kairon ESE, nhưng mà anh là người không tin em nên em không làm cho anh. Ủa hai người này cũng không tin mà sao em không, em làm hai người đó mà em không làm cho anh? Tại vì họ là con gái. Đúng vậy. Kairon phân biệt giới tính các bạn ơi. Để em phân tích anh nghe nè, để em phân tích cho anh nghe nè. Một người là gọi là bạn gái của em, còn một người là người gọi gì ta, mới vô làng, em phải tạo cho người ta cái sự thân thiện, anh hiểu không? Còn anh là anh ở trong làng lâu rồi á. Ủa nhưng mà anh là anh của em, anh cũng chơi với em lâu rồi, ủng hộ anh cũng qua với em bao nhiêu đợt sống lâu. Em bỏ cái gì, anh là anh của em mà anh không làm cho em mà anh bắt em mới làm cho anh, làm sao anh chơi kỳ với em hả? Kairon phân biệt mình đó bạn ơi, không chơi với cái đâu, về nhà không chơi với cái nữa. Trời đất ơi, xin không được mà khóc nhè. Trời đất ơi, thôi kệ ông đi chị ơi, còn bây giờ mình cái quái của mình lại là con này à. Trời cái nhớ làm sim con nha Kai, nhớ nha. Lại tất nhiên rồi, sim hết con gì Kai cũng làm luôn, gu hết con gì mình làm luôn. Ê mình làm cho mình một cái con gì đó nó siêu to khổng lồ đi bạn. Được luôn bạn ơi. Trời, sao tôi thấy tôi cười giống phản diện quá các bạn ơi. Kairon không cho mình
chơi hẻo bài ở Kygon, Kygon cũng không chế tạo cho mình một hẻo bài. Thế thì mình tự chế tạo hẻo bài riêng anh em. Anh em nhìn đây, đây là cái bảy công thức. Thật ra là do rảnh rỗi nên tôi làm toán xin có tan thôi, chứ cũng không phải công thức để chế tạo hẻo bài đâu anh em. Nhưng mà nói tóm lại, tôi đã nghiên cứu được cách để chế tạo hẻo bài rồi. Anh em nhìn đây, tôi đã thu gom tất cả những hẻo bài của Kygon mà Kygon bán phi ở trên Shopee anh em. Trời ơi, nếu mà muốn người ta mua copy của mình á thì đừng có đem bán đâu các bạn ơi. Giờ đem bán trên Shopee lên mình anh em đó. Trời ơi, đây là hẻo bài Kamui Hook nè, hẻo bài Sammy SE nè, hẻo bài Phóng Cần Phù Thủy nè, còn bên đây là một gian hẻo bài Simi Yadare Siro Sinh Tồn Kygon Sói và Người Hầu. Và bây giờ mình đã chế tạo được một hẻo bài còn VIP hơn của Kygon nữa, và đây là thành quả nghiên cứu của mình nè. Đây là những bộ phận mà mình sẽ đưa vào trong sức mạnh của hẻo bài của mình nè, anh em thấy chưa? Đó là một con robot các bạn ạ. Và con robot này anh em nhìn thấy cái mặt nó quen quen không? Anh em thấy con robot này quen thì anh em đừng quên để lại phía bên dưới đây là con gì nha. Ok, và đây chính là hẻo bài của... Ủa, hẻo bài của tôi đâu? Quên, chưa lấy hẻo bài nữa ra giới thiệu với các bạn như đúng rồi rồi. Đây, đó, hẻo bài của tôi đây rồi. Anh em đợi xíu, giờ mình làm lại cái nha anh em. 2, 3, đây chính là hẻ bài của tôi, các bạn nhìn thấy gì chưa? Hẻ bài Lưu Robot. Ủa mà quên, đang đố các bạn con này là con gì mà ta sao tự nhiên cái công khai vậy ta? Ủa mà nói chung là đây là hẻ bài Lưu Robot. Đây, mình sẽ cho anh em coi hẻ bài nè. Đó, nhìn thấy nó zip bờ gồ chưa các bạn ơi, zip bờ gồ chưa? Đây, với hẻ bài này thì con Lưu sẽ biến trở thành một con robot siêu chiến binh. Và sau đó mình sẽ đem con Lưu này qua phá không trượt phát nào của con Kygon, é đèo của Kygon, để Kygon biết thế nào là sự trả thù ngọt ngào của Shido Official. Nhưng mà trước tiên thì làm cách nào để dụ con Lưu thì tôi chưa biết anh em mà. Anh em có cách nào hay không anh em, để bình luận phía bên dưới gửi tôi với, chứ giờ là tôi đang phân vân với cái gì gọi là làm cách nào để dụ con Lưu nè anh em. À, có cách rồi anh em. Ngâm, trời gà ngon quá anh em ơi. Con Lưu nó rất là thích ăn gà rán các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ lấy gà rán để dụ con Lưu. Đây, mình sẽ bỏ gà rán ở trong đây. Đó, khi mà nó vô đây nó ăn thì mình sẽ trao cho nó một sức mạnh vô biên. Bởi vì mình biết là con Lưu là một cái đứa rất là ghét cái mùi nghiên cứu ở đây. Nó không bao giờ xuống cái phòng nghiên cứu của tôi hết. Nhưng mà ngày hôm nay có đồ ăn chắc chắn nó sẽ xuống. Mà cái này mình làm cũng gì tốt gì đó anh em. Tại vì thấy nó bị bắt nạt hoài cũng buồn. À mà tất cả là người bắt nạt đó là tôi không à. Nhưng mà thôi không sao anh em, bây giờ mình sẽ cho nó sức mạnh của Lưu Robot. Lưu ơi, mày sắp được tí quá rồi Lưu ơi. Dừng chân trên bến khi chiều nắng thông lưu. Ủa sao cái cửa mở tan hoang vậy ta? Lưu ơi, Lưu ơi, dậy Lưu ơi. Ủa sao nó không có phòng ta? Ủa tất cả bình thường là Rồi, chết tôi rồi, tới công chuyện tôi rồi Lưu ơi. Lưu, rồi tao biết luôn, trời ơi biết luôn. Lưu, cái gì vậy mà mới sáng sớm ra chưa cái gì hết trơn á, tự nhiên gọi tao không sờm lại tao biết mà, tao biết là hiếu ta là mày mới sống được mà luôn, nhưng mà tại sao mày lại cứ mỗi lần mày gặp tao là mày đánh tao vậy luôn? Alo ơi, tao nói mày nghe nè, hôm nay có cái trò này vui lắm, tao muốn rủ mày đi chơi chung với tao á, mày đi không? Hỡi thế gian, bạn là cái gì tao cũng không biết bạn là ai. Hôm nay cô rủ mình đi chơi chuyện lạ có thật, 1 năm có 1 nha. Nhưng mà thường mà mày rủ đi chơi là mày chắc chắn mày sẽ có ý đồ. Mày có ý đồ gì mày khai ra mau đi. Trời ơi, có ý đồ gì đâu, trời luôn nó nghi ngờ mình anh em ơi, không thiệt, không có ý đồ gì hết trơn á. Hôm nay á thấy là lâu lắm rồi tao với mày chưa đi chơi chung với nhau, chưa ăn chung nhau, bữa nào tao cũng chưa bao mày bữa nào, nên là hôm nay tao rủ mày đi ăn. Vô lý. Bình thường mày rủ tao đi chơi còn khó hút chỉ là mày tốn tiền để ba tao đi ăn. Tao biết mày là một thằng vô cùng keo kiệt, muốn xỉn đi bo một đồng một cắc mày cũng không dám đi ra cho con chó này. Nên là chắc chắn có vấn đề, mày khai đi. Trời ơi, trời, nó dám kêu mình là keo kiệt bủn xỉn ki bo luôn anh em ơi. Trời chết rồi, cái con này là nó quá trời quá đất rồi. Bây giờ nó leo lên đầu tôi, nó ngồi luôn rồi anh em à. Hôm nay mà không phải là bởi vì tôi đang cần gọi là nó xuống dưới để nó nghiên cứu với tôi hả, là tôi bát xuống cái đầu nó không chờ phát nào là anh em à. Nhưng mà không sao, mình phải hạ cái tôi của mình xuống để mình dụ nó mới được em. Không có, hôm nay thiệt, hôm nay là tao mới được các bạn khán giả gọi là coi video nhiều đó, nên là tao có tiền, tao dẫn mày đi ăn, tao sẽ bao mày đi ăn gà rán cái gì gà đấy. Thiệt không, thiệt mày lấy không? Ôi, nhưng mà nhìn mặt mày nghi lắm nha. Không, bình thường mày không có rủ tao đi ăn, hôm nay rủ đi ăn gà rán nên sự khang nha. Nhưng mà ăn thiệt không? Thiệt, hôm nay dẫn mày đi ăn thiệt, hứa luôn, hứa danh dự luôn. Dẫn đi ăn chứ không có dẫn là đi, hôm nay không có chơi khắp. Chắc không á.
Dạ, hứa thua kèo 100% luôn. Giờ đi với tao là tao sẽ dẫn mày đi ăn bao luôn. Ê, bao gì đi, ôi bao ngu gì không đi. Đi luôn, đi nhanh lên đi. Trời ơi, nhìn cả anh em nhắc tới đồ ăn cái là đi liền à. Thế thì bây giờ mình sẽ dẫn con Lu đi xuống dưới tầng hầm để bắt đầu nâng cấp cho nó nha các bạn. Ôi cô ơi, mày kêu đồ ăn gì đâu sao đi mày dắt tao xuống đây không? Ôi thì phải từ từ chứ, hôm nay là chúng ta sẽ ăn ở một nơi vô cùng đặc biệt. Đây, mày đi vô đây chung với tao là Lu, tao sẽ cho mày ăn gọi là gà rán cao xê. Đó, mày thấy cái gì không? Tao đặc biệt tao chuẩn bị cho mày gà rán á. Gà rán này để nghi quá ta. Trời, không ai mà để gà rán trong lòng hết trơn á. Mày ẩu rồi ba, ẩu rồi mày định dụ tao đúng không? Đêm ơi, mặc dù tôi không muốn gọi là chơi cái trò hèn hạ này đâu, nhưng mà con Lu nó không tin nên mình bắt buộc mình phải chơi thôi. Lu ơi, để tao nói với mày nè. Thật ra từ trước đến giờ tao rất có lỗi với mày. Tao biết là tao đã đối xử với mày không tốt, đối xử với mày như một con chó. Mặc dù mày là chó thiệt, nhưng mà ngày hôm nay tao cảm thấy tao có lỗi rồi, nên tao muốn xin lỗi mày. Nên là tao để cục gà rán vậy, bởi vì tao biết được á, mày sẽ cảm thấy bất an, cảm thấy gọi là bồn chồn trong lòng. Nếu giờ mày ăn cạnh tao, bởi vì mày sợ rằng tao sẽ đánh mày, nên là tao đặc biệt xây cho mày nguyên một cái lòng này để mày có sự riêng tư đó. Bây giờ mày vô đây mày ăn cái là mày sẽ có sự riêng tư, sẽ không ai làm phiền mày. Hứa luôn. Cái gì mày định dụ tao á? Mày tưởng mày dụ tao là tao vô hả? Tao vô thiệt cho mày coi luôn nè. Ôi, nó vô rồi các bạn ơi. Lu ơi, ăn ngon miệng nha Lu. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi động cỗ máy các bạn ơi. Ui gì vậy? Ui gì mà điểm đâu vậy? Gì vậy con? Gì vậy? No! Thành công rồi các bạn ơi, thành công rồi. Lu ơi, tao đã nâng cấp mày thành một con siêu chó rồi. Lu ơi, mày làm cái gì tao vậy? Sao mày nhìn tao xấu xí quá vậy con? Ở đâu? Ở nhà mày kêu xấu xí luôn à? Tao nhìn thấy đẹp mà mày. Đến đây là mày nhìn lực lưỡng đô con robot như thế này, nhìn nó bá cháy bò cháy gì. Anh em có thấy con Lu bá cháy bò cháy? Em để lên bình luận phía bên dưới. Anh em có thích cái diện mạo mới này của con Lu, Lu nâng cấp hay không thì em để lên bình luận nha. Và nếu như anh em thích đó, tôi sẽ nâng cấp cho con Lu này lên thành nhiều phiên bản. Wow. Mình sẽ lắp đáp cho nó nhiều chức năng hơn nữa nha anh em. Anh em nhìn đẹp mà. Tao không thích như thế này. Tại sao mày lại trả lại cái chân dài của tao đi? Ủa, chả chân dài là nó đang nói là cái diện mạo bình thường của nó là cao hơn diện mạo robot hả anh em? Ủa, chân con Lu có dài hả ta? Ủa Lu, chân mày có dài hả Lu? Ủa, tao biết nhưng mà tự nhiên mày biết tao là cái con robot xấu xí thì làm gì không? Ê, Lu ơi, tao biết là tao có lỗi khi mà tao dụ mày xuống dưới này, nhưng mà cái nó dụ tao, xong rồi nó khịa tao mày biết không? Tao có cái lễ bài mà cai con SE nè, mấy cái hẻ bài nè, thấy không nè, hẻ bài nè. Xong rồi nó chịu hồi cai con SE nó quánh tao quá trời luôn, nó bắt đầu thông trường hết đạo, nó còn chê tao nữa. Xong rồi cái hả tao xin chế tạo thẻ nó không cho. Ôi, ban đầu mày nói vậy đi, tao giúp mày mà tao thấy trò chuyện mày, nhưng mà tao biết nào tao chuyện mày lấy tiền mày giúp mình tao trò chuyện mày thôi. Còn bây giờ cái thằng nào tao chuyện mình tao chơi con máu luôn. Nói rồi tao xuống được gọi là bắt gì làm cái trò mày đủ người vậy. Thôi tao xin lỗi mà, nhưng mà thôi bây giờ là lỡ rồi, thôi tao xin lỗi nha. Thì nói chung mày giúp tao lần này đi nha. Thôi giúp mày lần này thôi á, nhưng mà mày biến tao nhỏ lại được không? Chứ tao bự gì sao tao ra được cái cửa này mày? Cái cửa này, cái cửa với cái thân hình tao nó có tương xứng không? Ôi yên tâm. Trời ơi, đây, mày thấy cái thẻ bài này không? Đây là thẻ bài sẽ cất giữ sức mạnh của mày. Khi mà tao dùng thẻ bài này thì mày biến thành Lu robot thôi. Còn không á thì tao sẽ gọi là quăng thẻ bài ra để cho mày biến như là thành người này. Đó, ê trả thẻ bài đâu mày? Mày à, trời ơi, tự nhiên quăng ra xong như tao trả. Ok, bây giờ mình sẽ đi trả hù cai con anh em ạ. Lu, lên đường. Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình Karen đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với một video Minecraft nữa của mình. Yes. Và trước khi bên video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình. Cai Ron đâu? Cai Ron đâu rồi? Xuống đây biểu coi. Cai Ron. Xuống biểu. Ok tất cả mọi người ơi, thì ngày hôm nay chúng ta quay trở lại đến với video Minecraft rồi. Ai la vậy? Trời đất ơi, đang quay video mà sao ai dưới cái la vậy trời? Thiệt tình khó chịu rồi nha. Cai Ron đâu rồi? Ra đây biểu coi. Cai Ron đâu? Ôi vậy, siêu phèn làm gì vậy siêu phèn? Nó dám kêu. Ôi Lu, nó dám kêu mình phèn à. Cai Ron, em có ngon em nhảy xuống dưới đây solo 1-1 với anh à. Siêu phèn ơi, dội đồ không có để bài.
Trời ơi, không có thay bài. À, trời ơi, trời lu, nó kêu mình có thẻ bài rồi. Trời ơi, để nói cho em nghe nha. Anh có thẻ bài xịn gấp 10.000 lần em, nhanh ra. Trời ơi, anh thách em nhảy xuống đây solo với anh luôn. Ôi, phèn bạn ơi, em chơi đâu. Ôi, không dám chơi, nói đại bạn ơi. Ôi, không dám chơi thì bạn kêu mình phèn. Ơi, em dám chơi hả? Trời ơi, giờ có nhận là hết đâu không? Chơi thì chơi, tưởng đó em là gà, chơi luôn. Đừng mà. Anh đừng có hối hận nha. Hối hận hả? Chưa 30 Tết, chưa biết ai giàu hơn ai đâu. Em đi trước đi, anh khách em luôn. Hảo An, cài rồi nè, nè, thẻ bài chiếu ơi. Trời ơi, ghén không cần sợ đúng không? Trời ơi, sợ ai, sợ ai, sợ em. Trời, để nói em biết nha, anh thẻ bài mạnh gấp nhiều lần em. Lu, mày đừng chuẩn bị chưa? Vậy anh nhìn em nè. Cái gì? Nhìn gì? Sợ quá, té rồi, sợ quá. Cái con càng hiểu mình anh em ơi. Lu, mày chuẩn bị chưa? Luôn, sẵn sàng. Trời, nó biết tay đi rồi, mày dám càng hiểu anh em mình kìa. À, em càng hiểu anh. Em đừng có mà hối hận. Thẻ bài nâng cấp Lu Robot. What's up? Đừng nghĩ chỉ có một mình em là nhà khoa học ở trong ngôi làng này. Để nói cho em biết con lưu của anh cực kỳ mạnh. Bây giờ đừng có nhiều lại nữa. Lưu tấn công. Lưu Robot, hãy sử dụng sức mạnh phong lửa. Dập đất đi, xài chiêu đi, búa đi, búa quạt đi, nhanh lên. Lu, hãy sử dụng đòn quyết định đi. Đúng tuyệt. No, cái con đến đi. Anh làm gì vậy không? Thấy được sức mạnh của Siro Official và Lu Ngu chưa? Giờ em còn hơi hưởng nước manh cay. Trời ơi. Trời, em không biết rồi à. Nhưng mà anh phải đền nhà cho em á. What? Ủa kỳ cục vậy? Ủa tính ra là thách đấu đâu phải có hư tổ mới gì bắt đền nhà ta. Ôi không biết đâu, Lu dám làm hư nhà của em rồi bắt đền á. Trời ơi, tự nhiên mất không đi đền, giờ không đền nó làm gì được anh? Bây giờ bắt đền nè, bây giờ bắt đền. Ê, ngon đánh đi, ngon đánh đi. Trời ơi, chơi bắt nạt rồi, chơi bắt nạt, chơi bắt dạy rồi. Ôi, Lu ơi, chúng ta thắng rồi, Lu ơi. Mình và Lu bây giờ là bất bại trong làng này rồi anh em ạ. Ủa mà sao tự nhiên cái mưa... hết mưa luôn rồi nè. Đó, chính ra vừa nói xong hết mưa luôn. Lu ơi, hôm nay mày rất giỏi, tao sẽ dẫn mày đi ăn gà gá nguyên một tháng luôn. Let's go, đi thôi Lu. Ok anh em ạ, video ngày hôm nay đến đây thôi anh em. Tôi đã trả thù được Kaigon rồi. Anh em thấy gọi là Lu Robot này như thế nào thì anh em đừng quên để lại bình luận phía bên dưới cho Ro biết nha các bạn ơi. Còn riêng là tôi hả, tôi khá là thích thằng Lu ở phiên bản này luôn á anh em ạ. Vậy cả nó đang dẫn tôi đi gọi là đi chơi này mấy chưa. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn Lu đi ăn gà đen đây. Tạm biệt anh em, bye bye. Ta dừng trên bờ vai nhau mộng.